Em xin chào các bác ạ. Em ở bên Lương Âm Thanh, Lương Audio. Thì bên em thì chuyên cung cấp những cái sản phẩm, những cái thiết bị phục vụ âm thanh hát karaoke. Bác nào có nhu cầu về những cái thiết bị mà âm thanh hát karaoke thì liên lạc với bên em với rất nhiều những cái thiết bị phục vụ cho các bác. Thì thưa các bác, hôm nay thì tiện một cái đơn hàng của cái anh Lê Hùng Cường ở huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Thì anh ấy có đặt lấy ở bên em một cái đầu hát karaoke HD Plus, một cái dòng đầu chuyên nghiệp. Ở đây bác nhé, các bác nhé, đây là cái video em làm cho bác cái này. Bác ấy đã gửi ảnh cho em và em làm cái video ảnh gia đình cho bác cái đây. Bác ghi là lời chào là karaoke Hoàng Hùng, kính chào quý khách. Đây là gia đình của bác, cái ảnh rất là đẹp luôn các bác nhé, ảnh rất là đẹp. Thì các bác mua đầu ở bên em thì có nhu cầu làm những cái video như này thì gửi ảnh cho bên em thì em sẽ làm cho cái ảnh video này. Thì có nghĩa là khi mà các bác bật đầu lên ý, thì nó sẽ có chạy cái video này, và khi mà hát hết bài thì nó lại chạy cái video này, nó rất là hay, có cái riêng tư của ảnh gia đình đấy. Thì quay lại cái đơn hàng của các bác này thì hôm nay thì có rất nhiều những đơn hàng mà đặt đầu màn các bác nhé, để rất nhiều những đơn hàng đặt đầu màn ở đây. Đây thì tí nó sẽ có tiếp, em sẽ làm cái video test những cái đơn hàng đầu màn tiếp này ở đây. Thì thứ nhất lại giới quay lại cái vấn đề là của cái bác Hùng Cường này, thì bác ấy đặt lấy bên em một cái đầu HD Plus, và em nhắc lại đây là một cái dòng đầu dành cho chọn bài karaoke chuyên nghiệp, và cái đầu này là đầu đứng đầu bảng của hãng Việt KTV và cũng là một cái sản phẩm mà đang đứng đầu thị trường về cái đầu chọn bài karaoke. Thì cái đầu này đến từ tập đoàn Việt KTV và có mang tên là HD Plus. Con này đang chạy ổ cứng 4T và về sau các bác có thể là nâng cấp lên ổ cứng 6T hoặc là 8T. Nhưng mà với cái ổ cứng mà đã tích hợp sẵn ở bên trong này thì với 6 với 4T thì đã thoải mái bài hát và dung lượng và còn trống rất là nhiều để các bác thêm bài hát mới. Thì cái đầu này có những cái chức năng gì? Thì đầu tiên đó là cái đầu này nó tích hợp ở bên trong là có một cái ổ cứng, và cái ổ cứng này chứa tất cả những dữ liệu bài hát của tập đoàn Việt KTV. Và cái dung lượng bài hát đây giờ là rất nhiều nhiều, số lượng bài hát rất là nhiều, và chất lượng hình ảnh cũng như là âm thanh là chất lượng hình ảnh âm thanh video gốc. Thì tập đoàn Việt KTV người ta đã bỏ rất nhiều tiền ra, người ta mua cái bản quyền bài hát của bên Bộ Thông tin Văn hóa thì được những cái video gốc, thành ra là cái chất lượng âm thanh cũng như là hình ảnh là chất lượng âm thanh hình ảnh của những cái video gốc của ca sĩ người ta thu. Thành ra là hình ảnh nó rất là đẹp, rất là tiếng nó rất là hay. Và cái đầu này là đầu thanh lý các bác nhé. Đầu này mới giá bán thanh lý, nhưng mà các bác sẽ nhìn ở đây thì em sẽ quay rất là chi tiết, mặc dù nó là sản phẩm thanh lý nhưng mà nó đẹp như mới luôn ạ. Thì vừa rồi thì em thì bên em thì cũng liên tục thanh lý được những cái phòng hát, khi mà người ta đợt trước người ta bắt đầu kinh doanh thì người ta nhờ bên em mua những cái thiết bị mới bên em. Đấy, sau một thời gian kinh doanh thì có thể một lý do nào đấy thì người ta không kinh doanh nữa, thì người ta lại gọi bên em xuống để thanh lý những cái sản phẩm mà đầu màn này. Thì cái đầu này các bác nhé, còn nguyên tem bảo hành đấy ạ, còn nguyên tem bảo hành. Và hình thức của nó đẹp như mới, đẹp như mới luôn. Thì vừa rồi là do cái ảnh hưởng bởi cái dịch cúm ấy, thì là rất nhiều những cái phòng hát khi mà nhà nước bắt đóng cửa, thành ra là họ thuê địa điểm mà họ không kinh doanh được nữa. Thì họ đã tuyên bố là phá sản và đóng cửa, không kinh doanh nữa, và thanh lý những cái đồ này. Thì vừa rồi thì em thanh lý được một số cái đầu rất là đẹp luôn các bác ạ. Những cái phòng hát người ta mới mở thôi nhưng mà không kinh doanh được phải đóng cửa. Còn nguyên tem các bác nhé, đây ạ. Đầu máy HD Plus 4T. Đây là một cái dòng đầu cao cấp nhất của hãng Việt KTV. Thì vừa rồi em bảo đó là bài hát tích hợp sẵn, ở đây thì em đã cắm lên cái màn hình cảm ứng các bác nhé. Bài hát tích hợp sẵn ở bên trong thì nó rất là nhiều bài hát, ở đây thì nó sẽ có tổng số trang là 5.142 trang, mà mỗi trang là có 8 bài hát, thì các bác sẽ nhân lên cái tổng số, đây là trang số 1 trên tổng số 5.142 trang. Đấy, các bác sẽ lấy số 8 nhân với cả 5.142 trang ra tổng lượng dung lượng bài hát ở cái đầu này. Thì bài hát là vô cùng nhiều luôn ạ. Đấy là bài hát tích hợp sẵn ở bên trong ổ cứng, các bác chỉ việc cắm vào điện vào là dùng. Ngoài ra những cái bài hát đấy thì các bác có thể là cái đầu này đầu đời cao, và các bác có thể là tự download bài hát mới. Các bác cắm dây mạng vào, các bác sẽ ấn vào phần này. Ấn vào phần này và nó sẽ load lên cái server của hãng. Load lên cái server và hãng có những cái bài hát mới thì các bác sẽ nhìn có hình cái đám mây ở dưới mã số bài hát này. Các bác muốn tải về thì các bác ấn vào đây. Tải về thì các bác sẽ nhìn cái tốc độ tải ở đây nhé các bác nhé. Em vừa ấn tải 3 bài này. Đây thì 4% này, 39% này, bao giờ đạt được 100% thì bài hát đấy thì nó sẽ được đưa vào giờ ổ cứng, và từ lần sau là các bác chỉ việc cắm điện là dùng thôi, không cần download về nữa. Và những cái bài hát này, download này là bài hát chất lượng video gốc, cả bên tập đoàn Việt KTV người ta mua bản quyền rồi, và các bác được download miễn phí, không bị mất phí nhé các bác nhé, không bị mất tiền, không bị mất phí. Cái nữa là các bác ngoài cái chức năng là download bài hát mới, cái con này nó hát
trực tiếp ở mạng YouTube được, đó là Dòng Đời Cao. Các bác vào trực tiếp ở YouTube và hát trực tiếp ở trên mạng YouTube và xem những chương trình giải trí ở trên YouTube. Các bác sẽ vào thấy đây loát ở trên YouTube. Thì trên YouTube là không những là các bác xem những chương trình giải trí, hát karaoke, và nó là một cái kho video khổng lồ. Rất là nhiều video. Đấy, ví dụ em chọn một cái bài karaoke ở trên YouTube. Đấy, thì các bác sẽ thấy lập tức là chạy cái video đấy ở trên TV. Ở đây em đang tắt tiếng các bác nhé. Thì đây cũng là một cái video mà test hàng trước khi được gửi đi cho các bác khách này. Chạy YouTube rồi các bác nhé. Và một cái chức năng nữa là rất là tuyệt vời nữa. Đó là không cần dùng đến màn hình cảm ứng, không cần dùng đến điều khiển từ xa. Mà con này đầu này nó có một cái chức năng là chọn bài trên điện thoại di động. Thì em đây em cũng thử luôn cái chức năng này. Đầu tiên là các bác sẽ có một chiếc điện thoại di động và các bác sẽ đao hộ em cái ứng dụng đây ạ. Ứng dụng là Việt KTV điều khiển. Các bác sẽ nhìn cái hình màu xanh này, có hình cái chữ V mà hình cái micro. Cái tiếp đến là các bác sẽ vào phần cài đặt của điện thoại, các bác đi vào phần kết nối Wi-Fi. Wi-Fi thì cái con này nó đang ở đầu này, nó tên là cái bản thân cái đầu này các bác nhé. Bản thân cái đầu này nó sẽ phát ra một tín hiệu Wi-Fi. Nó hiện ở đây này, Wi-Fi đặt tên là VIP 88 và mật khẩu đây là 8 số 8 các bác nhé. Đây thì các bác sẽ thấy cái tên ở đây ạ, tên là VIP 8 đây. Đấy, và mật khẩu đây là 8 số 8, em sẽ ấn 8 số 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, và em ấn kết nối. Ấn phần kết nối. Sau khi mà đầu máy nó được kết nối với cả cái Wi-Fi này, cái điện thoại này kết nối với cái Wi-Fi do cái đầu nó phát ra ấy, thì lúc đấy các bác sẽ sử dụng được. Ở đây thì các bác thì nhìn thấy cái chữ VIP 8 này, nó đã có dấu bớt này, đã kết nối theo Wi-Fi thành công. Sau khi kết nối theo Wi-Fi thành công thì các bác sẽ vào cái ứng dụng này. Ở đây em sẽ cho to tiếng lên một chút nha các bác nhé. Đây em sẽ cho to tiếng. Đây các bác thấy ở trên TV nó đang chạy video nha các bác nhé. Và bây giờ em sẽ ấn qua bài này, em ấn qua bài. Ấn qua bài đây. Đồng ý qua bài này. Đây em đang sử dụng một tay nó hơi khó một chút. Ấn đồng ý qua bài thì lập tức ở trên TV nó sẽ qua bài luôn. Đấy. Và em ví dụ em chọn bài Alibaba chẳng hạn đây. Em chọn bài Alibaba các bác nhé. Đây là Alibaba này. Đấy, lập tức chạy bài Alibaba. Có nghĩa là trên điện thoại di động là các bác ngồi từ xa và chọn bài trên điện thoại di động thì nó rất là tiện. Thì trên điều khiển từ xa này nó có tất cả những cái chức năng chọn bài, tua bài, lệch bài, tách lời, tách tiếng. Rất là hay, to nhỏ, các kiểu luôn. Đấy, thì rất là tiện. Thì đó là một cái dòng Đầu Đời Cao của hãng Việt KTV, của tập đoàn Việt KTV. Ở đây em quay qua cái sản phẩm này các bác nhé. Mặc dù nó là sản phẩm thanh lý thôi nhưng mà đẹp như mới các bác nhé. Đẹp như mới ạ. Đấy, và giá bán thanh lý thì rất là hợp lý các bác ạ. Cực kỳ là đẹp luôn ạ. Phía đằng sau thì con này là Đời Cao, thành ra nó có những cái gì? Nó có đường mạng internet để kết nối với mạng internet này, chạy YouTube và tải bài hát mới này. Dâu thu hoặc có phát wifi này. Các bác có không được cắm lên mạng mà các bác sẽ bắt wifi cũng được. Đấy, và cái dâu này nó phát wifi để điện thoại đi vào để điều khiển bằng điện thoại này. Có đường HDMI nhá, truyền hình ảnh lên TV là sắc nét nhất này. Và có đường tín hiệu cổng quang các bác nhá, truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng. Đấy, rất là hay. Đấy thì đây là một đơn hàng của một cái bác khách ạ. Đấy các bác nhá, đầu đẹp như mới ạ, còn nguyên zin tem của công ty các bác nhá. Đấy thì sản phẩm này thì bên em đang đây thưa các bác đây ạ. Tí là sẽ còn một vài đơn của cái đầu màn nữa thì em sẽ làm video. Đây hôm nay thì anh em đang đóng kiện gửi đi cho các bác là một số cái văng lách đấy ạ. Đấy, hôm nay thì đây là các bác nhé, em còn mấy cái đầu nữa cơ, đẹp long lanh luôn ạ. Đấy, đẹp long lanh như mới luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu thì liên lạc bên em. Và bên em thì cái đầu Pro thì cũng còn rất là nhiều các bác nhé. Đầu Pro vừa rồi em làm đại lý phân phối cấp 1 của công ty và nhập số lượng rất là nhiều. Đầu HD Pro mới cứng luôn, bóc hộp luôn ạ, giá cực kỳ hợp lý cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và em ở bên Lương Âm Thanh, bên em chuyên cung cấp những cái sản phẩm, những cái thiết bị phục vụ âm thanh karaoke. Hôm nay thì cái loa full GA các bác nhé, loa full GA tiếng cực kỳ phê luôn, về rất nhiều. Vang Lex FX8 Gold ạ, Lex FX8 Gold về cũng rất là nhiều, với số lượng rất là nhiều để phục vụ các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và em ở bên Lương Âm Thanh, các bác theo dõi video thì nhớ ấn nút đăng ký kênh của Lương Âm Thanh để ủng hộ em. Dưới mỗi đoạn video thì đều có những nút đăng ký màu đỏ, các bác nhớ ấn vào nút đăng ký để đăng ký ủng hộ kênh của em và xem sớm nhất được những cái video em mới phát hành về những sản phẩm mới. Cảm ơn các bác, em xin chào các bác.